Mời các bạn đón nghe bộ truyện Đam Mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn, của tác giả Nhục bao bất cật nhục trên kênh Audio kể chuyện đêm khuya. nguồn Nhất Diệp Chi Chu Chương 82 Bổn tọa không dám tin trên khách điếm ở Lâm Linh Đảo, bà chủ ăn mặc lộng lẫy, cổ tay trắng nõn như tuyết đeo vòng keo len keng, eo thon mềm như dương liễu, đang dựa bên cột trong sảnh cắn hạt dưa. Mỗi lần hiên viên các có đấu ra, luôn tới chỗ nàng ở trọ nhiều nhất, bởi vì nàng xinh đẹp, thông minh biết làm việc, đôi mắt xinh đẹp phân rõ trắng đen vừa chuyển, đã có thể đoán được khách nhân muốn gì. Mặt trời lúc này đã lên cao, quá trưa, bà chủ cắn hạt dưa nhổ vỏ, đoán chừng đấu giá khoảng hơn một canh giờ nữa sẽ kết thúc. Giá cả ở trọ trên lâm linh đảo cao. Các tu sĩ sẽ không ở lâu, tiền phòng hôm nay cũng không kiếm được nhiều. Nhưng chẳng sao cả, các tiên quân đại hiệp đều ở lại ăn cơm chiều, tiền cơm có thể vớt vát lại chút ít. Bà chủ phủi vào hạt dưa dính trên váy dài, quay đầu hô với tiểu nhị trong tiệm. Nhị Phúc, lau lại bàn ghế thêm lần nữa, lại lấy thêm hạt dưa rang ra đây, đặt mỗi bàn một đĩa, Chúng ta chuẩn bị cho buổi tối. Được trường quầy, đi lấy hạt dưa liền. Tiểu nhị tung tăng chạy xa. Bà chủ vừa lòng mà cười. Nàng phơi nắng đủ rồi, hạt dưa cũng cắn xong rồi. Đang định vào trong quán, chợ thấy nơi cuối đường có bóng đen đen trắng trắng, thuận gió mà tới. Cách tới gần, mới phát hiện là một tiên quân thác y, gương mặt tuấn tiếu, bế một người trong lòng, nóng lòng nhảy vọt vào trong khách điếm của nàng. Ở trọ, ở trọ, ở trọ, có lẽ hắn tới quá đột ngột, cử chỉ lại quái lạ. Tiểu nhị trong tiệm ngạc nhiên quay đầu lại. Há miệng nửa ngày chưa hồi phục lại tinh thần. Mặc nhiên cả giận nói. Ở trọ, chỗ... điếc à? Trường quay đâu? Ôi chao tiên quân. Giọng nữ từ trẻ tuổi vang lên sau lưng hắn. Mang theo ba phần ý cười, bảy phần xin lỗi. Làm người nghe không giận nổi. Mặc nhiên bỗng xoay người. Đối diện với gương mặt tươi cười lung linh của bà chủ. Ngại quá, để ngài phải đợi rồi. Tiểu nhị này ta mới mời tới ngài có việc tìm ta Ta chính là trường quầy Mặc nhiên dân đôi mi đen nhánh Vội vàng nói Ở trọ Bà chủ nhanh chóng bất động thanh sắc nhìn hắn Thấy người này khoác áo choàng Nghĩ ra có lẽ là tiên quân tham gia hiên viên Nhưng hắn đi vội Mũ trên đầu đã rơi xuống Lộ ra khuôn mặt thiếu niên anh Tuấn tinh tê Có điều đây không phải quan trọng nhất Quan trọng là trên tay hắn Còn treo một túi lụa theo hình huyền vũ Đúng là túi càn khôn tặng cho khách nhân Sau khi bán thương phẩm xong ở hiên viên các Có tiền Ánh sáng trong mắt bà chủ lóe lên Phi thường có tiền Lại nhìn người hắn bế trong lòng Bởi vì bên ngoài phủ áo choàng Mặt lại dựa vào trong Cũng không thể nhìn rõ tướng mạo người này Nhưng bà chủ tinh mắt Nàng nhanh chóng lướt qua y phục trắng như tuyết tiêu xa Ánh mắt dừng trên bàn tay buông xuống trong tay áo rộng Thon gầy, da trắng như sứ Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng mỹ nhân. Bà chủ tức khắc hiểu ra trong lòng. Tuy rằng là nam nhân tuấn mỹ, nhưng nam tử song tu ở tu chân giới chả có gì hiếm lạ, không có gì kỳ quái. Đại Phúc, mở phòng. Bà chủ nhanh chóng phản ứng, cũng không hỏi nhiều, búng tay lưu loát phân phó, lấy phòng nguyệt thượng tốt nhất. Sở vãn ninh chợt bị bệnh, không đoán được. May mà nơi này là địa phận của cô Nguyệt Dạ. Thuốc hay thánh thủ cũng cả đống. Mặc nhiên mời đại phu tới bắt mạch cho sở vãn ninh. Đại phu tiên môn tu vi thâm hậu, nhắm mắt, ngón tay kết vết chai mỏng đặt trên cổ tay sở vãn ninh, hồi lâu không hé răng. Mặc nhiên nhịn không được. Đại phu, sư tôn ta sao rồi? Không có vấn đề gì lớn, có điều... Ghét nhất chính là cái kiểu người nói chuyện cứ vòng vòng vo vo thế này. Mặc nhiên chừng to mắt. Có điều làm sao? Có điều lã phu cảm thấy rất kỳ quái. Lệnh sư tu vi cao cường, thế gian hiếm có được. Nhưng khi nãy khám kỹ, Linh Hạch Y lại rất yếu ớt, còn không bằng tiểu tu sĩ Trúc cơ. Nếu so sánh tu vi với nước, Linh Hạch chính là vật chứa nước. Linh Hạch là trời sinh, tu vi là sau này bồi dưỡng mà thành. Nên người Linh Hạch bẩm sinh càng mạnh, tu luyện càng dễ. Có điều tu vi cũng có cảnh giới nhất định, sẽ quay ngược lại Linh Hạch. Nên nói, thường thì hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Đại tông sư như sở vãn ninh, Linh Hạch nhất định cực kỳ cường hãn. Nên bình thường, y sư bắt mạch đều không mấy khi quá chú ý chuyện này. Mạc nhân nghe thế, cả kinh nói. Sao có thể? Lã Phu cũng cảm thấy không có khả năng, nên khám lại nhiều lần, nhưng bao lần vẫn thế. Linh hạch sư tôn ta không bằng trúc cơ. Chuyện này sao có thể? Đúng là nực cười. Đại Phu ông xem kỹ lại, có phải nhầm ở đâu rồi không? Lã Phu làm nghề này, xưa nay cẩn thận, lời đã nói ra khỏi miệng, đương nhiên chắc mười phần. Nếu tiểu tiên quân không tin, Tìm người khác tới khám linh hạch y đi. Kết quả cũng thế thôi. Mặc nhiên ngây dại. Đại phu kia nói. Bởi vì linh hạch lệnh sư rất yếu ớt. Lúc nãy hẳn đã chịu ảnh hưởng của vũ khí cường đại nào đó. Vũ khí kia thuộc tính hô ứng với y. Nhưng không phải thứ y chịu được. Nên y bị phản phệ. Linh hạch cũng không chịu nổi. Lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Lão phu kê cho y một đơn thuốc. Uống xong nghỉ ngơi nhiều chút. Nghỉ ngơi thì ổn rồi. Tiễn đại phu đi, Mặc nhiên ngồi bên giường sở vãn ninh, chống má ngơ ngác, nửa ngày chưa khôi phục tinh thần lại. Linh hạch yếu ớt. Sao có thể chứ? Nhưng mà ông lão kia căn bản không biết hiên viên các có chuyện gì. Sao có thể biết chính xác sở vãn ninh vì gặp vũ khí quá cường đại, cũng quả thật không giống há miệng nói dối. Còn có, bất quy, nãy ở hiên viên các, mặc nhiên chỉ phong thích chút linh lực, sở vãn ninh đã đột nhiên có khác thường hôn mê nên hắn cũng không kịp phán đoán mạch đao có phải thần võ kiếp trước của mình hay không. Nếu đúng là thế, sao bất quy lại hô ứng với sở vãn ninh? Còn sở vãn ninh sao lại bị phản phệ? Hắn hỗn loạn nghĩ, vừa giật mình nhìn sở vãn ninh, không biết qua bao lâu, người trên giường tựa như bị ác mộng quấn thân, nhăn đôi mày đẹp, lông mi cũng không ngừng run lên. Mà xui quỷ khiến cũng không biết vì sao, mặc nhiên vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn ấn đường y. Sư tôn, sư tôn, sở vãn ninh sống hai đời chẳng lẽ trên người của ngươi còn có bí mật mà ta không biết được trường quầy xác thuốc mang từ bếp lên rất nhanh bưng lên cho mặc nhiên nếm thử quả nhiên rất đắng là vị sở vãn ninh ghét nhất mặc nhiên thở dài gọi nữ nhân đang chuẩn bị rời đi lại trường quầy có kẹo không hả kẹo bán hết rồi hôm nay cũng không còn có điều nếu tiên quân cần ta cho người ra đường mua mặc nhiên nhìn chén thuốc bốc hơi nóng lắc đầu nói Thôi bỏ đi, đi lâu thuốc nguội mất, uống hết tác dụng. Đa tạ. Ấy, tiên quân đừng khách khí, có chuyện thì gọi ta. Trường quầy nói xong đã biết điều chạy lấy người, thuận tay đóng cửa phòng lại. Đặt thuốc xuống đầu giường, mặc nhiên ngồi xuống cạnh giường, một tay đặt trên đầu gối, một tay đỡ sở vãn ninh dậy. Sư tôn, uống thuốc đi. Bón đi uống thuốc là chuyện kiếp trước làm quen cửa quen nẻo. Mặc nhiên bế y lên, để sở vãn ninh dựa vào ngực hắn, lấy một muỗng thuốc trong chén, ghé vào bên môi thổi nguội, rồi chậm rãi đưa vào miệng sở vãn ninh. Tính ra, đây là lần chăm sóc sở vãn ninh thứ hai từ khi mặc nhiên trọng sinh. Cũng không biết sao lại làm thế. Tuy rằng chán ghét người này, nhưng thấy y sinh bệnh, mình lại vẫn khẩn trương như thế. Đắng. Người trong lòng tuy rằng chưa tỉnh, nhưng vẫn có cảm giác. Nửa mê nửa tỉnh cao mày lại, quay mặt đi không chịu uống. Hành động này mặc nhiên quả thực quen tới không thể quen hơn giơ muỗng lên quay mặt y lại nhẫn nại mà dỗ còn một ngụm thôi uống xong là được rồi tới đây nói xong lại đút một muỗng sở vãn ninh uống một nửa đã ho mày nhăn càng chặt đắng quá ngọt ngọt muỗng tiếp theo là ngọt tới 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 ư ừ. muỗng tiếp theo bảo đảm ngọt tới người không tin nổi luôn bổn tọa sai người tìm nước đường ngọt nhất thiên hạ về đấy dỗ dỗ cũng không biết mình là ai mặc nhiên thuận miệng nói lời dỗ kiếp trước lại ngon lắm không hé miệng là hối hận nhé cứ vừa lừa vừa uống như thế cũng hết một bát đút muỗng cuối cùng mặc nhiên thở hát ra đang chuẩn bị đứng dậy dọn bát bỗng trước mắt có bóng trắng lóe lên chưa kịp phản ứng đã bóp một tiếng ăn một cái tát vang tên lừa đảo ngươi cút đi sở vãn ninh nói xong câu đó quay đầu lại lại ngủ say để lại mặc nhiên vô duyên vô cớ ăn tát há miệng nửa ngày sau lúc lâu ấm ức hề hề mà che mặt lại đang định nổi giận người trong lòng lại rên lên hẳn là mơ thấy chuyện gì khó chịu lắm sắc mặt càng khó nhìn hơn mặc nhiên thấy như vậy cũng không giận nổi trái phải không có kẹo thấy túi càn khôn còn treo bên giường lòng khẽ động lấy một lọ mà hương lộ ra hắn vỗ vỗ lên mặt sở vãn ninh không nặng không nhẹ xem như trả thù nằm mình một chút ta đi pha ít nước cho người uống hương lộ ngọt ngào Thấy sở vãn ninh an tĩnh, mặc nhiên đỡ y dậy, định để y dựa lên gối. Ai ngờ cách gần, lại nghe thấy y khàn khàn, mơ hồ, thở dốc. Sau đó lẩm bẩm nói, là bạc, ngươi. Mặc nhiên sừng sốt, cái gì? Mắt sở vãn ninh vẫn nhắm chặt, lông mi không ngừng run lên, tự như kiềm chế thống khổ rất lớn. Huyết sắc từng chút, từng chút rút sạch. Y hiển nhiên vẫn chìm sâu trong mơ. Trong giấc mơ càng đáng sợ, càng dữ tợn hơn, Y lắc đầu, khuôn mặt xưa nay thanh quý lạnh băng thế mà xuất hiện một tia bi ai hiếm có. Ta, là ta. Có nháy mắt như vậy, mặc nhiên cảm thấy tim đập loạn, một cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, như bí mật nào đó ở ngay trước mắt, chỉ còn cách một tấm lụa mỏng che lớp cuối cùng, hắn lập tức sẽ hiểu ra toàn bộ. Hắn không khỏi nhìn thẳng Sở Vãn Ninh, thấp giọng nói, "Là ngươi cái gì? Là ta, bạc, ngươi?" Dây lát thức thần hoảng hốt, không biết có phải anh nến cái quá ảm đạm khiến người ta nhìn lầm. Mặc nhiên nhìn thấy làn mi đậm của sở vãn ninh như có ánh nước lóe lên. Là ta bạc ngươi. Bốn chữ này ra khỏi miệng quân, nhẹ như sương mù, lọt vào tay hắn, bất ngờ nổ vang như sấm. Mặc nhiên đột nhiên giật bắn từ mép giường lên, cả người nháy mắt cứng đờ, đồng tử hắn co nhỏ lại, khó tin nổi mà nhìn thẳng khuôn mặt anh Tuấn của người nằm trên giường thân sắc ngay lập tức thay đổi, lòng như có vạn mã ngàn quân dẫm đạp, tay xiết thành quyền, máu tựa như bị đun sôi sục, lại như rơi vào hầm băng. Ngươi nói gì? Ngươi? Kinh ngạc một lúc lâu, mặc Nhiên chợt bóp chặt yết hầu Sở Vãn Ninh, ánh mắt bạo ngược, vẻ non nớt thơ ngây sau khi trọng sinh không còn lại chút gì. Sở Vãn Ninh, ngươi vừa nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói lại lần nữa cho ta. Là ta bạc ngươi, tử sinh không oan. Đây là câu nguyền rùa cả đời này hắn không quên nổi, là ác mộng dày vò hắn cả hai đời. Bao nhiêu lần hắn nhắm mắt lại, bên tai đều vác lên bốn chữ mang tiếng thở dài này. Người nói lại đã không còn trên nhân gian. Những lời này rõ ràng là sở vãn ninh kiếp trước tới chết mới nói ra. Sao giờ y đột nhiên? Vì sao y đột nhiên? Hay là sở vãn ninh cũng trọng sinh? Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Đam Mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 83. Bồn tọa muốn người. Suy nghĩ điên cuồng khiến mắt mặc nhân đỏ như máu. Cả người hắn run rẩy mất hết lý trí, siết chặt cổ sở vãn ninh, gần lên ép hỏi đối phương. Chỉ cần y nói nốt nửa câu sau, chỉ cần y nói nốt nửa câu, tử sinh không oán kia. Vậy đương nhiên, vậy đương nhiên là... Ừ, một tiếng rên vang lên bên tay hắn. Sở vãn ninh không thở được, mặt nghẹn đỏ bừng, yếu ớt dãy rủa Mặc nhiên có chớp mắt sừng sốt, đôi mắt đỏ đậm mở lớn, điên cuồng và thanh minh đều lập lòe bên trong. Đột nhiên hắn phản ứng lại, vội buông lỏng tay. Sở vãn ninh ngã mạnh xuống giường, cổ hằn vết năm ngón tay giữ tợn, dần dần gọi hồn mặc nhiên về hắn há miệng thở dốc muốn gọi một tiếng sư tôn nhưng không ra khỏi miệng muốn gọi sở vãn ninh cũng không thành tiếng trong do dự khàn khàn nói người cổ họng như bị lửa thiêu đốt mặc nhiên khó khăn nuốt nước miếng hơi hoãn suy nghĩ lại đủ loại chuyện khi trước lướt qua trước mắt kiếp này sở vãn ninh chưa có gì lạ tuyệt đối không thể là trọng sinh vậy vì sao y vào giờ phút này lại nói ra di ngôn trước khi chết trong kiếp trước là ta bạc ngươi. Những lời này chẳng lẽ không phải khi xưa Sở Vãn Ninh vì bảo vệ tiết mông. Vì bảo vệ những tu sĩ giả nhân giả nghĩa kia. Bất đắc dĩ mới nói một câu giả dối với hắn ư. Hắn vẫn luôn không tin. Vẫn luôn không muốn tin Sở Vãn Ninh sẽ thật sự nhận sai với hắn. Sẽ nói một câu mềm mỏng với hắn. Dù sao, Sở Vãn Ninh nhất định đang giả bộ lừa mình. Nhất định không thích mình. Dù sao, sư tôn xưa nay đều khinh thường hắn. Xưa nay đều chưa từng đối xử với hắn thật lòng thí sư, hắn không hề hối hận chút nào. Một chút cũng không. Mặc nhiên quay mặt đi chỗ khác, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Sở vãn ninh, sống hay chết, có liên quan gì tới hắn. Hắn xoay người muốn rời đi, muốn đi. Lại không thể nào rời bước chân. Là ta bạc ngươi. Gương mặt đầy máu tươi trong trí nhớ, cuối cùng xem ra lại có chút ôn nhu. Bên thiên chỉ con luân, người kia nằm trong vũng máu, chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay ấn lên trán mình ngón tay đã lạnh ngắt mắt phượng lại có chút ấm áp nhưng mặc nhiên khi đó cảm thấy hẳn là mình đã nhìn lầm rồi tử sinh không oán sở vãn ninh nhẹ giọng huyết lệ chậm rãi chảy xuống theo hốc mắt mặc nhiên người nọ trên giường nỉ non hai tiếng rất nhỏ làm người bị gọi chấn động cả người chờ tới khi mình hoàn hồn mặc nhiên đã đứng bên mép giường một tay chống lên vách tường cuối người nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của sở vãn ninh. Môi nhàn nhạt, nhạt mang ánh nước, hơi khép mở, lại một tiếng lọt vào tai. Mặc nhiên, nhắm mắt, mặc nhiên nhíu chặt mày, đầu ngón tay ấn chặt vào tường gỗ tới trắng bạch. Tựa như cố kiềm chế điều gì đó, cuối cùng vẫn không nhịn được, khàn khàn nói. Sở vãn ninh, ngươi thật lòng ư? Ngươi nói, đều là thật lòng ư? Ngực đau như muốn nổ tung, nếu sở vãn ninh không phải trọng sinh. Vậy giờ ý nói ra như vậy Sẽ vì lúc này bắt đầu Đã cảm thấy mình đối xử với hắn không tốt áy náy trong lòng Là thật lòng ư Sở vãn ninh vẫn đang nói mê Đương nhiên không đáp hắn Nhưng mặc nhiên vẫn si tâm vọng tưởng Chờ đợi đáp án Nhắm mắt đợi một lúc lâu Không có động tĩnh Mặc nhiên thầm than một tiếng Có chút không cam lòng chậm rãi Nâng làn mi lên Lại đột nhiên không kịp đề phòng Đối diện với đôi mắt phượng mông lung phủ mưa bụi nửa nhắm, nửa mở, nửa tỉnh, nửa mê. Sở vãn ninh không biết, đã mở mắt từ bao giờ, nhưng từ vẻ mặt của y cho thấy, ý thức vẫn còn chưa thanh tỉnh. Chỉ là tạm thời tỉnh dậy từ trong giày vỏ, đôi mắt đen như màn đêm, vẫn trống rỗng, hoảng hốt, bên trong như chứa ngàn vạn ánh sao. Vãn dạ ngọc hành, bình thường luôn sắc bén như sấm chớp, hiếm khi có lúc mờ mịt như vậy. Mất đi sự sắc bén, người nằm nơi đó, thế mà lại đẹp tới vậy đôi mắt như sao, nhiễm chút hồng nhạt mờ mịt, lại không mang chút phòng vệ mà nhìn hắn. Tim run rẩy kịch liệt, mặc nhiên thấy cổ phát khô, thấp giọng nói. Người Cảnh tượng như vậy thật sự rất giống dáng vẻ khi hoan ái cùng mình kiếp trước. Suy nghĩ mặc nhiên chấn động tới run rẩy nhất thời tựa như cảm thấy mình vẫn còn đang ở vua sơn điện. Sở vãn ninh vẫn là tù nhân của hắn, là nam sủng cấm luyến của hắn. Chỉ nghĩ như vậy đã không nhịn được miệng đắng lưỡi khô hô hấp dần nặng nề hơn. ta không thể, ta không thích y, không thể chạm vào y nữa. oan nghiệt khi xưa đều qua cả rồi. một đời này chúng ta chỉ là sư đồ mà thôi. mặc nhiên một tay chống lên tường, cúi đầu nhìn sở vãn ninh, nhịn không vượt rào. tóc dài hắn thúc cao thành đuôi ngựa rũ xuống vai. thiên ti vạn lũ cuối cùng rơi trên gối đối phương. sở vãn ninh hợp y mà nằm, tóc dài trải rộng, vẻ mặt lúc đầu có chút chết lặng, một lát sau Đáy mắt y dần chiếu lên bóng dáng Mạc Nhiên Sở vãn ninh hơi ngẩn ra Sau đó như ác mộng còn chưa tan Vẫn không biết hôm nay là hôm nào Y rỗi tay Ngừng giữa không chung một lát Cuối cùng chạm lên ấn đường Mặc Nhiên Là ta bạc ngươi Y nói những lời này như kiếp trước Ôn nhu hiếm có Mạc Nhiên chỉ cảm thấy nổ Uỳnh một tiếng Trong đầu như có gì đó Bỗng nhiên sụp đổ Cảm xúc cuồn cuộn đầu nóng lên, thần thức hắn vất vả lắm mới gọi về được sụp đổ, không kịp nghĩ gì, dục vọng quen thuộc đã khiến hắn đè lên người sở bản ninh, hung hăng hôn lên đôi môi hơi hé, tay run rẩy không chịu khống chế, xé rách y phục quỷ, nháy mắt, chuyện cũ như biển rộng ùa về, sương tuyết quanh mình như tan sạch, như đẹp đỏ mềm mại trong vua sơn điện, nến long phượng chiếu sáng, người này dãy rủa tức giận mắng chửi dưới thân hắn, thở dốc chịu nhục. Trong ướt nóng rằng co, sở vãn ninh phát ra một tiếng rên làm mặc nhiên càng thêm si cuồng. Cái gì mà không thích, cái gì mà hận, cái gì mà không thể chạm vào y nữa, hết thảy đều tan thành bọt nước. Mặc nhiên chỉ cảm thấy mình còn chưa từng chết, thân thể run nhẹ nhẹ dưới thân này cũng vẫn là của hắn. Muốn hôn y, muốn ôm y, muốn hung hăng sẽ rách sỏ xuyên qua y, khiến tiên nhân cao không thể với, thanh hàn nghẹn ngào xin tha dưới thân hắn, bị hắn làm cho đạt cao trào. Sở vãn ninh. Hắn khàn khàn thì thảo. khoái cảm ngập đầu rửa trôi linh hồn. Đến ngón tay cũng nóng bừng. Lại ngậm lấy cánh môi hơi lạnh kia lần nữa. Giữa răng môi còn vương vị nước thuốc chua chát. Lại khiến tim hắn như nổi trống. Ý loạn tình mê. Đối với người này, hắn đã quá mức quen thuộc. Nhưng mà khi hôn y, chỉ có mặc nhân mới biết đó là loại thoải mái tiêu hồn thực cốt thế nào. Như lữ nhân sắp chết khát giữa sa mạc, được uống nước trong hồ, như đêm rét buốt có chăn bông lò sưởi vốn tưởng rằng sống lại một đời đương nhiên sẽ đoạn tuyệt vĩ lại không ngờ trung quy vẫn khó kìm lòng thế mà lại bị một câu nói của y làm cho không thể kìm nổi tự tiện hôn y như vậy nếu không phải xé nửa ngày y phục trên người sở vãn ninh cũng không mở ra cùng có thứ bỗng nhiên rơi ra từ vạt áo đập vào mặt nhiên có lẽ đầu óc hắn vẫn mơ màng sẽ không màng hậu quả mà muốn sư tôn mình cũng không biết chừng len keng va vào ngón tay mặc nhiên lại lăn hai vòng lên giường ngừng lại bất động mặc nhiên đang cao hứng không thèm để ý mấy chuyện nhỏ này chỉ nổi giận đùng đùng liếc thứ kia tiếp tục phân cao thấp với y phục khó nhằn trên người sở vãn ninh không hôn không ôm còn ổn một khi đã đè lên người y cảm giác kiếp trước lại ùa về chỉ hồi tưởng lại vòng eo thon gọn săn chắc của sở vãn ninh đã khiến hắn không cách nào kiềm chế kích động nhưng bạch y trên người sở vãn ninh như có pháp chú, cởi nửa ngày căn bản không cởi được. Mặc nhiên thầm mắng một tiếng, hùng hằng đấm xuống giường, đứng dậy chuẩn bị lấy kéo cắt ba vòng đai lưng kia. Lúc ngồi dậy, ánh mắt lướt qua thứ rơi bên cạnh kia. Mặc nhiên lúc đầu không quan tâm, nhưng đột nhiên trong đầu hỗn loạn hiện lên một tia thanh minh. Hắn sừng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn thứ kia. Đó là một phát khấu kim sắc lan điệp lung linh. Khi hắn ở chốn đào nguyên, đích lông vũ mua cho hạ tư nghịch khi ấy hắn còn tự tay cài phát khấu lên đuôi ngựa giúp hạ tư nghịch dỗ tiểu sư đệ về mặt không vui nói trẻ con nên dùng màu vàng màu đỏ để xem nhìn rất hoạt bát mặc nhiên cầm phát khấu kia lên chỉ thấy đầu như bị dội nước lạnh sợ ngây cả người không đúng tình huống gì đây thứ hắn đưa cho hạ tư nghịch sao lại xuất hiện trong ngực sở văn ninh chẳng lẽ nói một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu mặc nhiên Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt còn mang theo tình dục ướt át dừng trên người sở vãn ninh. Sư tôn vẫn hôn mê, mặc nhiên nhìn chằm chặp mặt sư tôn. Nhìn đôi môi bị mình hôn tới đỏ bừng, tim đập loạn, chợt lạc mất mấy nhịp. Không có khả năng, tuyệt đối, không thể. Hắn cảm thấy mình nhất định điên mất rồi. Chẳng lẽ sở vãn ninh không lừa hắn? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hạ tư nghịch thật sự là con trai của sở vãn ninh? Suy nghĩ này làm mặc nhiên không rét mà run, chỉ cảm thấy da đầu mình muốn nổ tung. Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Đam Mỹ, Husky và sư Tôn Mèo Trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. 84 Bồn tọa hôn trộ ngươi, ngươi cũng không biết. Khi sở vãn ninh tỉnh lại, thấy mặc nhân chống cằm ngồi bên bàn phát ngốc, ánh đèn chiếu vào đôi mắt đen nhánh của hắn, đã có chút trống rỗng. Muốn ngồi dậy nhưng lại không có sức, sở vãn ninh đành từ bỏ. Màn che màu trắng tuyết nhẹ nhàng bay lên, y nghiêng người không tiếng động nhìn mặc nhiên, nhưng tên ngốc kia vẫn tự ngẩn ra phần mình, không phát hiện sư tôn mình đã tỉnh. Cũng không thể trách hắn, cho dù ai biết tình nhân của mình, thế mà đã có con trai với nữ nhân khác, đều sẽ bị đả kích không nhỏ. Hạ Tơ Nghịch, thật sự là con trai Sở Vãn Ninh sao có thể? Sở Vãn Ninh, y thanh cao, thích bắt bẻ như thế, trên đời này có nữ nhân nào có thể lọt mắt y? huống chi, nếu có con riêng là sự thật, kiếp trước Sở Vãn Ninh nhất định cũng có đứa nhỏ này, nhưng mà bọn họ ở chung nhiều năm như vậy Sở Vãn Ninh cho dù là lời nói cử chỉ ngày thường hay là chuyện giường chiếu đều hoàn toàn không dính dáng tới bốn chữ người làm phu quân. Nhưng mà chuyện phát khấu kim điệp này đến tột cùng là thế nào chứ? Mặc nhiên buồn giàu tới mức đập đầu lên bàn, loạn muốn điên rồi. Hắn vốn dĩ đã không thông minh, không am hiểu nhất chính là mấy chuyện lòng vòng rắc rối thế này. Cứ đập đầu liên tục, cuối cùng dứt khoát kêu, ôi, lên ôm lấy đầu, hoàn toàn nằm bẹp lên bàn mặc nhiên làm gì thế một giọng nói như ngọc trầm thấp dễ nghe vang lên trong phòng mang theo mấy phần khàn khàn bỗng giật này mình mặc nhiên ngạc nhiên nói sư tôn người tỉnh rồi ừ sở vãn ninh ho nhẹ một tiếng nâng mắt lên nhìn hắn đây là khách điếm trên đảo lâm linh vâng đúng thế mặc nhiên đứng lên đi tới bên giường chợt nhìn môi sở vãn ninh có chút sứt Nghĩ tới lúc nãy, mình nhất thời ý loạn tình mê. Thế mà không khống chế nổi, suýt nữa đã gây ra họa lớn. Nháy mắt, mặt đỏ bừng lên. Thấy tinh thần hắn không tập trung. Sở vãn ninh nói, sao thế? Không sao, không sao. Mặc nhiên liên tục xua tay, đổi đề tài. Là thế này, sư tôn đột nhiên ngất xỉu ở hiên viên các ta liền bế. Ta đưa người tới đây nghỉ ngơi, lại tìm lang chung cây thuốc sau đó. Nghe thấy người nói mớ, Nghĩ tới chuyện cũ từng xảy ra, nhịn không nổi, hôn ngươi, nói thế ư. Những lời này làm sao nói ra khỏi miệng được. Giọng mặc nhiên dần nhỏ đi, ánh mắt hiếm khi hoảng loạn, có vẻ càng thêm quẫn bách. Sở vãn ninh nghe thấy hắn tìm lang chung, biểu tình của hắn lại lạ, trong lòng kêu lộp bộp. Sợ rằng biết mình trúng độc, thân thể bị thu nhỏ, không khỏi yên lặng siết chặt chan, nghẹn giọng hỏi. Đại phu nói sao? Đại phu nói sư tôn bị ảnh hưởng của thần võ nên mới không chịu nổi. Mặc nhiên do dự một lát tiếp tục nói Sư tôn Linh hạch của người Không sao Yếu hơn người thường chút thôi Mặc nhiên sửng sốt Hắn vốn còn đang nghĩ tới chuyện Trên ngực sở tuân và sở vãn ninh đều có xẻo Suy đán giữa hai người liệu có quan hệ gì Nhưng nghe sở vãn ninh nói vậy Lại hình như không phải thế Hắn nhịn không được hỏi Tại sao lại thế Sư tôn lợi hại như vậy Linh hạch nhất định Không phải trời sinh đã yếu ớt Là bắt đầu từ khi nào lâu rồi nhiều năm trước bị thương một lần cứ vậy mãi sở vãn ninh không chút để ý xua tay y cũng không quan tâm chuyện này đại phu còn nói gì khác không mặc nhiên lắc đầu hết rồi ánh nến mông lung sở vãn ninh nhìn sâu vào hắn nói vậy lúc nãy ngươi đập đầu vào bàn làm gì mặc nhiên nghẹn một lúc dù sao cũng không nhịn nổi dứt khoát nói ra lấy từ trong ngực một phát khấu kim điệp nằm giữa lòng bàn tay ta phát hiện cái này trên người của người phát khẩu lẽ kim quang trói lọi trong lòng sở vãn ninh không ngừng trầm xuống quả nhiên là hắn biết rồi kết quả là vẫn không giấu được khe khẽ thở dài trầm mặc hồi lâu hai người đều không nói nữa cuối cùng sở vãn ninh nhắm hai mắt lại đang định nói ra chân tướng lại nghe mặc nhiên nhỏ giọng thì thào bảo sư tôn Hả sư đệ thật sự là con trai người Sở vãn ninh vô ngữ rồi. Mở mắt ra, dòng máu vừa ngưng lại lạnh như băng như chảy xuôi lần nữa. Nhất thời không nói gì. Sở vãn ninh chỉ trầm mặc nhìn chăm chú mặc vi vũ về mặt phức tạp bên giường. Ánh mắt dần tụ thành hai chữ rõ ràng. Ngủ ngốc. Đúng thế. Sở vãn ninh lạnh nhạt giơ tay. Không đợi mặc nhiên kịp phản ứng đã cất phát khấu kim điệp lại. Không phải đã nói với ngươi từ lâu rồi à? Còn hỏi thêm lần nữa làm gì? Mạc Nhiên che mặt nói, "Ta chỉ xác nhận lại lần nữa." Tuy rằng Sở Vãn Ninh thừa nhận Hạ Tư Nghịch là huyết nhục của y năm lần bảy lượt, nhưng Mạc Nhiên vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, hắn nhìn cảm giác khó chịu mãnh liệt, âm thầm hạ quyết tâm, chờ khi gặp Hạ Tư Nghịch sẽ hỏi đối phương rõ ràng, không để hai người họ dùng máu nhận thân, hắn chết cũng không tin. Lại ngừng một lúc, thể lực Sở Vãn Ninh dần khôi phục, có thể đứng dậy từ trên giường. Y phục ta Y mơn trớn vạt áo mình Ngẩn ra một chút nhíu mày Sao lại lộn xộn thế này Mặc nhiên khụ một tiếng Sợ y nhớ tới mấy chuyện vớ vẩn khi nãy Mặc nhiên vội đổi đề tài Sư tôn người đói chưa Quán này nghe nói nấu cũng được Đậu hủ cấu tứ ngon lắm Chúng ta đi ăn thử đi Ta mời Sở vãn ninh lạnh lùng liếc hắn Còn không phải tiền ta cho ngươi à Tuy nói thế nhưng vẫn phất tay áo Đẩy cửa xuống lầu Hương vị ở đảo Lâm Linh gần giống Dương Châu Vị thanh có chút chua ngọt Rất vừa ý sở vãn ninh Lúc này hiên viên đã kết thúc Các tu sĩ phần lớn đều rời đi cả rồi Bọn họ đặt một hàng ghế Cũng không cần cố tình mặc áo choàng Che giấu thân phận nữa Hai người ngồi xuống xong Gọi tiểu nhị lấy hai ly bích loa xuân lên Đưa thực đơn liền lui xuống Sư tôn xem trước đi Người chọn đi Thức ăn vùng răng nam ta ăn gì cũng được Sở vãn ninh nói cầm ly uống một ngụm trà nhỏ. Nhưng mà nước trà vừa chạm vào môi, y bỗng dưng nhíu mày. Mặc nhiên nói, sao thế, bỏng ư? Không sao, có lẽ thời tiết khô quá, môi bị nẻ chút. Sở vãn ninh nói, có chút nghi hoặc sờ sờ môi mình. Kỳ quái, nẻ từ bao giờ? Mặc nhiên lập tức trột dạ cúi đầu xuống. Thức ăn cần một lúc mới mang lên được. Sở vãn ninh nói chuyện hiên viên các với mặc nhiên. Hai người rời đi sớm, nếu không biết cuối cùng thần võ về tay ai. Có điều cũng chẳng đáng lo, tới khi ra khỏi cửa, hỏi thử là biết rồi. Trong lúc nói chuyện, trên bàn đã bày đầy ẩm thực Dương Châu muôn màu. Sở Vãn Ninh cảm thấy hỏi cũng không biết nhiều thông tin hơn nên bỏ cuộc, không nói chuyện này nữa. Ánh mắt y lướt qua bát đĩa trên bàn, ngừng một lát, nâng mi lên, tầm mắt rơi xuống mặt thanh niên cười đến có chút thấp thỏm. Sở Vãn Ninh hỏi, trước kia, từng tới Giang Nam rồi, Mặc nhiên trước khi trọng sinh đương nhiên đã từng đi qua nhiều nơi. Nhưng hắn không quên mình mới 17, vừa vào từ sinh đỉnh có 2 năm nên lập tức lắc đầu. Trước kia chưa từng đi. Sở vãn ninh rủ mắt, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, giọng hơi lạnh, bảo. Nhưng người gọi một bàn toàn món ngon. Lời này của y vừa ra, mặc nhiên mới đột nhiên phản ứng lại. Những món mình gọi đều là gọi theo sở thích của sở vãn ninh. Muốn muốn cho y ăn ngon một chút, khôi phục thể lực, nhưng lại quên mất mình vốn, không nên hiểu rõ ẩm thực hoài dương như lòng bàn tay thế này. Ta từng làm phụ bếp ở nhạc phường khi nhỏ, tuy không nếm qua nhiều món nhưng ít nhất cũng từng nghe. Sở vãn ninh cũng không truy cứu. Ăn đi. Sông nước giang nam, đảo lâm linh thêm bổ khuông bao cua, lầm trúc giả tôm, liễu điều xuyên cá. Nên trên bản gỗ vuông, hải sản chỗ nào cũng có. Lươn chiên giòn của lương khê, tùng thử quế ngư, tôm he tỳ bà, ốc biển hoa cúc, mùi hương của đầu cá mè xào tỏa bốn phía kể cả rau thịt mấy món điểm tâm ngọt cũng là tinh xảo hiếm có rất lịch sự thịt viên gạch cua nấu rau xanh pha lê hào thịt canh gà bánh bao nhỏ nấu canh đậu hủ nhiều không kể xiết mặc nhiên nâng má nhìn tiểu nhị bê đĩa bánh hoa quế cuối cùng lên sau đó lặng lẽ đưa mắt nhìn sở vãn ninh thầm nghĩ không biết hôm nay nhiều món như vậy y sẽ ăn món nào trước nghĩ nghĩ thầm đánh cược với mình nhất định là thịt viên gạch cua rồi. Đây là món ăn Dương Châu Sở Vãn Ninh thích nhất. Quả nhiên, chờ thức ăn bày xong, chiếc đũa của y chẳng chậm trễ đã vươn tới đầu tiên. Mặc nhiên thầm than trong lòng. Người này ý à, luôn dễ đoán như vậy. Ăn cơm làm việc một chút cũng không thay. Bột. Một viên thịt gạch cua tròn xoe rơi vào bát mặc nhiên. Đổi. Mặc nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu. Trên mặt dần mang biểu tình thụ sủng nhược kinh. Sư, sư tôn. Ta nhiều ngày nay thân thể không khỏe Làm phiền ngươi chăm sóc Hắn không nghe nhầm đấy chứ Mặc nhiên càng hoảng sợ hơn Sở vãn ninh thêm mà nói với hắn Làm phiền ngươi chăm sóc Những lời này kiếp trước y cũng chưa từng mở miệng ra nói đâu Sở vãn ninh thấy mặt thanh niên đối diện chậm rãi đỏ lên Ánh mắt buông lơi Đôi mắt chậm rãi mở tròn xoe Trên trán có một gợn tóc ngơ Lắc qua lắc lại Không khỏi có chút vô thố Nhưng vẫn cần mặt mũi Sở tông sư cao lãnh nhấp một ngụm trà. Môi đau quá. Kỳ thật, thời gian biến thành hạ tư nghịch bên hắn. Trong lòng sở vãn ninh đã mơ hồ tự trách. Trong đêm ngẫm lại, cũng cảm thấy mình hà khắc quá. Thái độ đối với mặc nhiên càng không tốt. Từ khi đó, y cũng tự nói với mình, chờ bản thân khôi phục, nhất định không thể làm vậy nữa. Ít nhất cũng phải sửa. Khi toàn cơ đến chốn đảo nguyên, sở vãn ninh ho khan nửa ngày mới miễn cưỡng dò hỏi y, nên đối xử với đồ đệ thế nào để chúng không sợ mình quá toàn cơ sững sốt một chút, sau đó nói: đầu tiên ngươi phải biểu đạt tình thương của mình với đồ đệ. biểu đạt tình thương. sở vãn ninh nghĩ tới, mặc nhiên có lẽ chưa ăn thịt viên gạch cua bao giờ, nên nhàn nhạt, nhạt mở miệng từ từ giới thiệu: thịt viên gạch cua nấu rau xanh, làm từ thịt ba chỉ băm, lấy thịt tôm, thịt cua, gạch cua, no đủ vo tròn, nặn gạch cua béo nạc vừa đủ, hầm trong canh, canh sôi thì thêm rau thái nhỏ, đặt vào nồi đất, màu rất đẹp. Mặc nhiên ngây dại, ăn thì ăn đi, đọc thực đơn làm quỷ gì thế? Nhưng mà sở vãn ninh vẫn kiên nhẫn giới thiệu, vì bày tỏ tình thương với đồ đệ, nên một bữa này Mặc Nhiên lần lượt nếm từng món một, còn nghe một đống giới thiệu món ăn như học thuộc lòng, giang hoài thực ký. Nếu không phải giọng sở vãn ninh trầm lãnh dễ nghe, khéo Mặc Nhiên đã lật bàn chạy lấy người. Này nghe gì chưa? Món cuối cùng bán ở Hiên Viên Các bị người của nho phong môn lâm nghi cuộm rồi. Nhã tọa cách màn trúc, tiếng nói chuyện bên cạnh vang lên, không chút trở ngại bị nhóm mặc nhiên nghe rõ ràng. Sở vãn ninh bỗng dừng giới thiệu. Thủy tinh hào nhục, nhìn mặc nhiên, ngưng thần, nghiêng tai. Một nam tử tục tàng đang nói chuyện. Sao lại không nghe là thần võ nhỉ? Giá 300 triệu vạn kim, thanh toán luôn. Ôi trời, đúng là giá trên trời. Cả đời ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Nhìn chút tiền đồ của ngươi này. Ngươi chẳng lẽ không biết trừ thần võ ra nho phong môn còn chi năm vạn kim mua điệp cốt mỹ nhân tịch đấy trời ạ à, điệp cốt mỹ nhân tịch còn không phải dùng để ăn sống hoặc xong tu à đúng là khinh thường kiểu tu luyện này đại phái đệ nhất thiên hạ thế mà còn công khai làm vậy quá kỳ cục rồi tô huynh sai rồi điệp cốt mỹ nhân tịch là cách tu luyện hợp tình hợp lý nhất đâu phải cấm thuật mỹ nhân tịch tuy giống ta nhưng dù sao cũng chẳng phải phàm nhân chỉ như ăn tiên quả giúp tinh tiến cũng có gì đáng lên án đâu <laughs> Thứ cho ta không thể gật bừa Một tiếng khác Cười vang lên Mô Mỹ nhân tịch hình như còn là đệ tử trẻ tuổi Thích du rú trong nhà của Nho Phong Môn Tên là Diệp cái gì tích ấy Trông đúng là hình người dạng chó Không ngờ lại dùng cách ngủ với nữ nhân Để nâng cao tu vi Ta thấy Nho Phong Môn cũng sắp tàn rồi Bên cạnh có người cười ha hả nói Thì có sao Lòng yêu cái đẹp mà thôi Lúc này người chung quanh dần dần tranh luận chuyện đạo nghĩa không đáng để nghe sở vãn ninh nhẹ giọng lặp lại nho phong môn mua mất rồi nghe thì hình như thế mặt sở vãn ninh không khỏi lộ vẻ suy tư khó rồi nếu việc này tiếp tục truy cứu đương nhiên phải truy cứu cả nho phong môn tuy nhiên y vừa nói tới đây mặc nhiên liền nghĩ ra a lên nhẹ nhàng nói sư tôn vốn là người nho phong môn ừ không muốn về nhắc tới nho phong môn thần sắc sở vãn ninh càng ghét bỏ ấn đường nhíu lại bảo Nho phong môn, tuy là danh môn đại phái ở thượng tu giới, nhưng ta đã từng. Y nói một nửa, đột nhiên trong đại sảnh truyền tới tiếng người ngựa ồn ào, có kẻ cao giọng quát. Bà chủ, cho ngươi 500 kim, lập tức dọn sạch, đuổi hết khách nhân ra ngoài cho ta. Hôm nay tiểu công tử của chúng ta muốn bao hết. Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 85 Chỉ 1.500 sao có thể đuổi bồn tọa. Tiếng cười của bà chủ truyền tới. Ôi chào, đạo gia thật xa hoa quá, vung tay tới tận 500 kim, Ngài làm nô gia vui muốn chết Nhưng tiểu điếm mở cửa làm ăn buôn bán Luôn coi trọng hòa khí Sao có thể đuổi khách nhân đi trước đây Ngài xem như này được không Trong có một xương phòng lớn nhất Chỉ dành cho những vị khách quý như đạo gia Ta dẫn ngài đi xem Chữ thử còn chưa ra khỏi miệng Bên dưới đã vang lên tiếng bàn ghế bị đạp đổ Xem cái gì mà xem Ta quan tâm xương phòng hay con rùa của ngươi chắc Bà nội ngươi Cậu ấy không thích ở chung Không cần, không cần cho ngươi một ngàn kim, đuổi hết đi. Đạo gia đừng làm khó nô gia. Nhìn ngài thấy, rất hiểu rõ trắng đen lý lẽ, cực kỳ uyên bác nha. Bà chủ nói dối không chớp mắt, cười duyên, giòn dã. Dù sao cũng đều là khách. Nếu ngài không hài lòng với xương phòng của ta, ta có thể đổi phòng khác cho ngài. Tuy nhỏ hơn một chút, nhưng lịch sự tao nhã, lại đẹp. Miễn phí cho ngài thêm một đoạn ca vũ. Ngài xem như vậy có ổn không? Không được, không ổn. Một ngàn năm trăm, đuổi mọi người cút hết đi thanh âm tục tàng kia giận dữ hét lên đừng có lắm lời nữa đừng để lát nữa công tử nhà ta đến lại nổi giận oa wow. ngàn kim có lẽ đối với người khác thì nhiều nhưng đối với mặc nhiên kẻ đã từng làm đế quân nhân giới mà nói nghe thấy thật nực cười phải biết kiếp trước mấy thứ đồ chơi quý giá hắn tùy tiện quăng cho tống thu đồng đã có giá trị liên thành rồi nên hắn cắn đũa mắt mở tròn xoe đào một vòng thấp giọng cười nói với sở vãn ninh Sư tôn, sư tôn, người nghe tên này đi, chỉ một ngàn năm trăm kim đã muốn đuổi chúng ta đi. Sở vãn ninh liếc qua hắn, vén màn trúc lên, nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy dưới đại sảnh có một đám người chen lấn, tuy họ mặc thường phục, nhìn không ra môn phái nào, nhưng mỗi người đều đeo bên hông một thanh bảo đao thượng phẩm tỏa hàn quang lạnh thấu xương. Tay người nào cũng giữ một con yêu lang đang chảy nước dãi. Có lẽ giá trị bảo đao không đoán được, nhưng yêu lang dù có ra giá cũng không ai bán, tiểu phái tu chân tầm thường, không dễ gì để có được một con. Bọn họ lại mỗi người đều có một con, đương nhiên xuất thân cực kỳ hiển hách. Khách khứa đang ăn đều hoảng sợ nhìn những kẻ này, trong thính đường lặng ngắt như tờ. Đột nhiên, có một ánh sáng màu tuyết phi vào trong khách điếm. Sau khi mọi người thấy rõ đầu tiên là sừng sốt, sau đó, dầm một tiếng, toàn bộ đều nhốn nháo. Có kẻ nhát gan còn kêu lên trói tai. Có đại yêu, có đại yêu kìa. Nhảy vào trong là một con yêu lang màu trắng tuyết, cao tầm ba người. Ánh mắt đỏ như máu, lông mềm như lụa. Có một đôi nanh sói tỏa hàn quang dạng dỡ, dài tầm một cánh tay nam tử trưởng thành. Nhưng mà trên thân thể mãnh thú cao lớn kia lại là một thanh niên mặt mày tuấn tiếu, ánh mắt kiêu ngạo nhàn nhã, nửa nằm vắt chéo hai chân. Thanh niên kia mặc giáp săn lạnh thấu xương, dưới giáp là một bộ xiêm y đỏ tươi, cổ tay áo theo chỉ vàng nghiêm trang. Hắn đội một chiếc mũ chiến, một giải bạc mềm mại, sâu lụa đỏ rủ xuống. Trên gối đặt một chiếc cung ngọc bích, hẳn là vũ khí của hắn. Những tu sĩ diễu võ dương oai vừa thấy hắn lập tức quỳ xuống, tay đặt trước ngực cùng hô lên. Cung nghênh công tử. Được rồi. Về mặt thanh niên không kiên nhẫn phát tay. Bảo các ngươi đi làm chút chuyện mà cũng rong rong dài dài còn cung nghênh cung nghênh cái đầu chó của các ngươi ấy. Phụt. Mặc nhiên bật cười thấp giọng nói với sở vãn ninh. Hắn nói, họ cung nghênh cái đầu chó thế không phải hắn thành cái đầu chó à thanh niên ngồi trên chiếc cổ mềm mại của yêu lang biểu tình bất thường trường quầy khách điếm sách nát này đâu là ai bà chủ tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng chấn định bước lên cười nói thưa tiên quân nô gia là trưởng quầy tiểu điếm này ồ oh. thanh niên liếc nàng một cái bồn công tử muốn ở trọ nhưng không thích nhiều người lắm miệng người bảo họ đi tổn thất ta chịu nhưng mà tiên quân Biết ngươi khó xử, cái này cho ngươi, thay ta xin lỗi họ. Nhưng nếu thật sự không chịu, thì quên đi. Thanh niên ném túi gấm cho bà chủ, mở ra bên trong là một đống nguyên hoàn, tỏa ánh vàng rực rỡ. Một viên này giúp tăng nhiều tu vi, trên thị trường phải hơn 2.000 kim một viên. Bà chủ nhận lấy đầu tiên vì đối phương hào phóng mà biến sắc, sau đó mới lặng lẽ thở hắt ra. Không tu sĩ nào sẽ từ chối đồ tốt như thế này, vậy mời người đi cũng dễ nói. Bà chủ lần lượt xin lỗi từng người. Thanh niên ngáp một cái, có chút ghét bỏ mà cúi đầu miệt thị đám tùy tùng kia, nói. Trái phải nhìn nhau, Liên Thanh nói. Công tử Anh Minh, công tử Uy Vũ. Người rời đi rất nhanh, trừ sở vãn ninh và mặc nhiên không thèm để ý tới tiền tài và đan dược. Những kẻ khác đều nhận đồ mà chẳng chút oán hận rời khỏi khách điếm, tới nhà khác ở. Bà chủ nói, công tử đi cả rồi, nhưng có hai vị khách nói đêm đã khuya trong số họ có một vị thân thể không khỏe không muốn tìm nơi khác ngày xem được rồi được rồi không so đo với ma bệnh thanh niên thống khoái xua tay đừng làm phiền ta là được ma bệnh sở vãn ninh vô ngữ bà chủ lập tức vui vẻ ra mặt nhiệt tình nói công tử đúng là người lương thiện giờ đã muộn công tử muốn nghỉ ngơi hay là ăn mấy thứ trước thanh niên nói đói rồi không nghỉ ta muốn ăn Công tử muốn ăn, vậy tiểu điếm nhất định sẽ dùng thức ăn ngon nhất chiêu đãi. Đầu bếp bọn ta giỏi nhất là làm thịt viên gạch cua, thủy tinh hào nhục, thịt viên hà giận. Thanh niên hiển nhiên không phải người phía nam, cũng không thích món nam. Nghe xong tên đồ ăn sử sốt một chút, sau đó cau mày xua tay, "Không cần, nghe không hiểu, cái gì vớ vẩn thế." Vốn tưởng là đệ tử thế gia, giờ xem ra có lẽ chỉ là một phú thương thường gặp thôi. "Bà chủ, vậy công tử muốn dùng gì?" chỉ cần tiểu điểm có đều có thể làm được. Nói hay lắm. Thanh niên chỉ vào đám tùy tùng của hắn, cho họ mỗi người 5 cân thịt bò, còn riêng ta lấy 10 cân, một cân rượu trắng, hai cái đùi dê, chắc là tầm này thôi. Muộn rồi, không ăn được nhiều, lót dạ chút thôi. Mặc Nhiên, wow. Quay đầu lại muốn cười nhạo thanh niên này, đúng là thùng cơm với sư tôn. Lại thấy Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm thanh niên kia không chớp mắt trong ánh mắt hình như có một làn sương mờ khiến người khó nắm bắt được. Mặc nhiên hỏi theo bản năng, sư tôn quen hắn Ừ, hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ sở vãn ninh lại quen thật, không khỏi ngạc nhiên nói. Cái gì thế? Thế hắn là... Con trai duy nhất của trưởng môn nho phong môn. Sở văn ninh nhẹ giọng nói, nam cung tứ. Mặc nhiên thầm nghĩ, thế nào sở vãn ninh lại biết sở văn ninh dù sao cũng từng là khách khanh của nho phong môn con của trưởng môn ý nhất định đã gặp rồi cũng khó trách mình không biết kiếp trước khi mình huyết tẩy nho phong môn nam cung tứ này đã bệnh mà qua đời khi ấy hắn còn nói con của trưởng môn là thứ bệnh tật nửa tàn không ngờ hôm nay gặp lại lại là thanh niên kiêu ngạo một thân nhiệt huyết nhảy nhót tung tăng thế này sao lại bệnh chết đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo à? nam cung tứ ăn vui vẻ dưới lầu một chốc đã ăn sạch hai cái đùi dê và mười cân thịt bò uống mấy bát rượu làm mặc nhiên ở trên lầu nhìn mà lí hút cả lưỡi sư tôn không phải nho phong môn chú trọng nho nhã nhất à thiếu chủ này làm sao thế nhìn còn không đứng đắn bằng tiết manh manh luôn sở vãn ninh ấn đầu hắn thò ra ngoài lại mặt vẫn bình tĩnh nhìn cảnh phía dưới đừng có đặc biệt danh bừa bãi cho đồng môn của ngươi cười he he hai tiếng Mặc nhiên lại định nói gì đó. Nhưng ngón tay sở vãn ninh ấn lên đầu hắn. Vạt áo phiêu giật như mây khói quét qua mặt hắn. Vài mềm uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa có, tựa không, tựa lụa, phi lụa. Cảm giác mềm như nước. Không khỏi nhất thời nghĩ tới gì đó, sừng sốt. Lúc nãy trong phòng, mình ý loạn tình mê cởi y phục sở vãn ninh. Cởi nửa ngày không ra. Hắn còn tưởng do sở vãn ninh mặc kín mít. Nhưng giờ nhìn kỹ, nguyên liệu may y phục mặc nhiên đột nhiên nhận ra đây là băng vụ lăng do côn luân đạp tuyết cung dệt côn luân đạp tuyết cung là môn phái mà chúng tiên trong nhà cao lãnh tị thế nhất thượng tu giới phàm là đệ tử năm tuổi nhập môn một năm sau phải tiến vào thánh địa côn luân bế quan tu hành cho đến khi kết thành linh hạch mới có thể xuất quan tuy nói linh hạch bản thân là tự mang có điều phải tu hành mới triệu nó ra được nhưng thời gian đó rất lâu, thường là kéo dài đến 10 năm, 15 năm. Trong lúc đó, không cho phép ai, không có liên quan đi vào. Vậy nên, chuyện đệ tử ăn mặc trở nên phiền phức. Ăn còn ổn, vì thánh địa côn luân tiếp giáp vương mỡ hồ. Các đệ tử đạp tuyết cung ăn uống, mỗi ngày đều có thể tự đến hồ đánh bắt. Nhưng y phục lại không phải không thể tự dệt đó sao? Kết quả là băng vụ lăng ra đời. Dùng loại lăng la làm y phục, không những mềm mại như khói, Bản thân đặt chú quyết tránh bụi, khói bụi không nhiễm bên trên, trừ phi văng máu lên nên không cần giặt. Nhưng kỳ diệu nhất chính là băng vụ lăng sẽ theo sự thay đổi của cơ thể chủ nhân mà tiến hành biến hóa. Điểm này đối với đệ tử Đạp Tuyết cung mà nói là không thể thiếu. Bọn họ 5 tuổi vào cấm địa, có thể phải đến 15, 20 tuổi mới có thể xuất quan. Trong tháng năm dài đằng đã ngấy, từ đứa bé tóc cháy đào đến thanh niên ngọc lập băng vũ lăng dệt thành y phục có thể cùng lớn lên với bọn họ, khỏi lo chuyện đáng xấu hổ mặc y phục không vừa. Nhưng sở văn ninh khi không lại mặc loại y phục may bằng vải này làm gì? Mặc nhiên nheo mắt lại, trong đầu trận có ánh lửa bùng lên. Hắn bỗng cảm thấy có chỗ không đúng, tựa như có thứ gì đó từ ban đầu mình đã nghĩ sai. Là gì nhỉ? Làm phiền rồi, xin hỏi trường quầy ở đâu? Một tiếng nói hết mực trung khí, nhưng lại hòa ái và khách khí vang lên, bỗng cắt ngang suy nghĩ mặc nhiên. Nhìn xuống dưới, lại là đám đệ tử nho phong môn xuất hiện ở hiên viên các sáng nay. Người đi đầu ra huy bạc bay bay, tay cầm bội kiếm, dùng chuôi kiếm sóc mảnh lên, nghiêng nửa người đi vào. Đây không phải tùy tùng của Diệp Phong Tích à? Mặc nhiên nháy mắt, tỉnh táo, tinh thần. Nho phong môn có 72 thành, giữa các đệ tử thường không quen nhau. Còn Nam Cung Tứ, một mình hắn ngồi một gian, quay lưng ra cửa, nên đám thiếu niên kia quét mắt thấy đệ tử đồng môn mặc thường phục, hắn cũng chẳng nhận ra. Diệp Vong Tích đối diện với Nam Cung Tứ, có trò hay để xem rồi. Thật xin lỗi, đêm nay tiểu điếm được bao rồi. Bà chủ vội ra tiếp, vừa thầm mắng mình thế mà quên khóa cửa. Mấy vị tiên quân tới nhà khác xem thử đi, ngại quá, thật sự ngại quá. Thiếu niên đi đầu lộ vẻ khó xử. Ấy sao lại vậy? Chủ quán khác ta cũng mới đi xem rồi, đều chật kín người. Chúng ta còn đưa theo một cô nương gầy yếu. Nàng đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Muốn tìm một nơi để nàng nghỉ chút. Trường quầy phiền ngài đi hỏi thử vì đại gia bao hết kia có thể nhường mấy phòng không? Chuyện này chỉ sợ người ta không đồng ý. Thanh niên kia thi lễ, lễ độ nho nhã khẩn cầu nói. Chỉ cần bà chủ hỏi một câu, nếu hắn không chịu thì kệ đi. Bà chủ còn chưa kịp nói, tùy tùng nam cung tứ chợt đập bàn bật dậy, nổi giận đùng đùng nói. Hỏi cái gì mà hỏi, Cút ra ngoài, cút ra ngoài Đừng có quấy giày công tử nhà ta ăn uống Đúng vậy, mặc y phục nho phong môn Thế mà không biết xấu hổ đưa theo một cô nương tới ngủ Còn không sợ làm phái mình mất mặt Thiếu niên không ngờ họ hiểu lầm như thế Mặt thoáng chốc, nghẹn đỏ bừng, phẫn nộ nói Vị đạo hữu này cớ gì ngậm máu phun người Nho phong môn ta đường đường chính chính Đương nhiên không làm chuyện cầu thả Cô nương này là công tử nhà ta có lòng tốt cứu về Há để các ngươi hồ ngôn loạn ngữ Công tử nhà ngươi, tùy tùng nam cung tứ liếc vào nhã gian thấy thiếu chủ vẫn chẳng để ý mà uống rượu trắng tựa hồ như đồng ý hành vi đuổi người của mình vì thế phóng khoáng cười lạnh nói người đời đều biết công tử nho phong môn chỉ có một vị vị nhà ngươi là ai thế tại hạ diệp phong tích của nho phong môn một giọng nói ôn nhã từ ngoài rèm vang lên chúng thiếu niên ầm ầm quay đầu lại diệp công tử diệp phong tích một thân hắc y Khuôn mặt anh Tuấn trong nến vô cớ sinh ra mấy phần thanh tú. Y khoanh tay vào khách điếm. Theo sau là nữ tử dùng khăn che mặt. Ánh mắt mềm yếu lộ vẻ lo sợ bất an. Đúng là tống thu đồng. Mặc nhiên nhìn thấy nàng, gân xanh trên trán lập tức nhảy lên hai lần. Oan ra ngõ hẹp, thế mà lại lạ. Tùy tùng năm cung tứ thấy người tới lại là Diệp Vong Tích. Đầu tiên sừng sốt, ngay sau đó có kẻ thiếu kiên nhẫn mặt lộ vẻ chán ghét. Diệp Vong Tích là con nuôi của đệ nhất trưởng lão Nho Phong Môn, lệ thuộc Ám Thành trong 72 thành Nho Phong Môn. Tên như ý nghĩa, Ám Thành, thiên dạy Ám Vệ. Trưởng môn Nho Phong Môn muốn dạy y trở thành thủ lĩnh Ám Vệ đời tiếp theo. Nhưng vì căn cốt của Diệp Vong Tích không thích hợp với tâm pháp Ám Vệ, dần dần chuyển đến chủ thành, thành phụ tá đắc lực của tôn chủ. Bởi vì thân phận trước kia của Diệp Phong Tích là ám vệ, y làm việc khiêm tốn, người biết danh của y rất ít, có điều tôn chủ lại rất coi trọng y. Những năm này, thậm chí, trong phái lưu truyền tin đồn, Diệp Vong Tích là con riêng của tôn chủ. Có lẽ về nguyên nhân này, thiếu chủ Nam Cung Tứ xưa nay vẫn không hòa thuận với Diệp Vong Tích. Thiếu chủ không thích y, tùy tùng phía dưới có thể có ấn tượng tốt gì với Diệp Công Tử chứ? Vốn là tiểu bối, họ không thể đắc tội với Diệp Công Tử, nhưng nhóm người này đều là thân tín của Nam Cung Tứ, trực tiếp vâng mệnh Nam Cung, nên không khí cứng đờ hồi lâu. Vẫn có kẻ tục tằng cười lạnh hai tiếng mở miệng vẫn là mời Diệp công tử về đi. Hôm nay khách điếm chỉ sợ không có chỗ cho ngài đâu. Công tử, nếu họ nói không có chỗ, chúng ta tìm nơi khác đi. Tống Thu Đồng vươn đôi tay ngọc thon dài, giữ lại vạt áo Diệp Bông Tích, lo sợ không yên nói. Huống chi nơi này, đắt đỏ, ta thực sự không dám để công tử tiêu pha nữa. Mặc nhiên ở trên lầu nghe thấy hai câu này trợn trắng mắt, thầm nghĩ. Gia hỏa này đúng là đi đâu cũng mang giọng điệu nhu nhược đáng thương. Lúc trước hố hắn, Giờ hố luôn cả Diệp Vong Tích. Diệp Vong Tích đang định nói chuyện. Đột nhiên, một bóng trắng từ trong phòng nhảy vọt ra. Đột nhiên tập kích phía sau Diệp Vong Tích. Tống thu đồng thất thanh cả cây nói. Công tử cẩn thận. Gừ, gừ, gừ. Theo tiếng gầm, một con yêu lang trắng như tuyết vụt ra chạy như điên. Điên cuồng chạy vòng quanh Diệp Vong Tích mấy phòng. Tất cả mọi người đều im lặng. Diệp Vong Tích rũ mắt, nhìn con yêu lang lông trắng cao tầm ba người. Giờ lại lăn lộn vòng vòng trên đất kinh ngạc Nói Não bạch kim Con yêu lang này đúng là tọa kỵ của nam cung tứ Bởi vì mắt đỏ như mã não Lông trắng như tuyết Ngón chân có một vệt vàng Cho nên tên là não bạch kim Nếu não bạch kim ở đây Nam cung tứ nhất định cũng đại giá quang lâm tới rồi Diệp phong tích giơ tay Xoa xoa chiếc đầu to lớn mềm mềm lông trắng Của não bạch kim thỏ tới Nhìn quay Xoạt Màn trúc bị một bàn tay vén lên ống tay áo đỏ tươi viền theo chỉ vàng nửa khuôn mặt không kiên nhẫn lộ ra nam cung tứ khoanh tay nhàn nhã dựa vào nhã gian tay còn xách theo một vò rượu trắng hắn nhìn hai mắt diệp vong tích xùy cười nói thú vị đấy sao đi đâu cũng gặp ngươi thế ngươi cũng đừng thân thiết với ta quá nhỡ đâu chọc người khác nói linh tinh ngươi bảo ta nên giấu mặt vào đâu đây Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 86 Vợ cũ của bồn tỏa không phải đèn cạn dầu. Diệp Phong Tích nghe hắn nói rõ ràng như vậy nhưng lại không giận. Ẩn nhẫn một lát nói Huynh hiểu nhầm rồi Ta không phải muốn đi theo ngươi mà là phụng mệnh tôn chủ tới hiên viên các mua một thứ về. Mặc nhiên và sở vãn ninh nghe tới đây liếc qua nhìn nhau. Thần võ. Nam Cung Tứ lắc bầu rượu đỏ nâu trong tay, sắc mặt càng âm trầm. Phụ thân muốn mua thứ gì mà phải làm phiền tới ngươi. Chẳng lẽ ta không có tay có chân, không thể giúp ông ấy ư à A Tứ ý ta không phải vậy. Ai cho ngươi gọi ta như thế? Ánh mắt Nam Cung Tứ hạ xuống cực trầm, ánh mắt như điện. Diệp công tử, ngươi đừng tưởng phụ thân ông ấy bị mù, coi trọng ngươi. Thì ngươi có thể không kiêng nề gì trước mặt ta. Chẳng lẽ ngươi không thấy tờ mà? Ta gọi Huynh như thế là theo ý của tôn chủ. Nếu Huynh không thích, tự nói với ông ấy đi. Diệp phong tích chầm mặc mấy phần, nói. Nổi giận với ta thì có ích gì. Ngươi đừng có lấy phụ thân ra dọa ta. Nam công tử hít sâu một hơi, thoáng ép lửa giận của mình xuống. Con ngươi đen xẹt qua một kia vô cùng sắc lạnh như trăng bạc treo cao, khói báo động tràn ngập. Diệp công tử, hắn tựa như đặc biệt kéo dài ba chữ này. Phụ thân để ngươi gọi ta là A Tứ, là vì ông ấy hiểu nhầm địa vị của ngươi trong môn phái rồi. Nhưng ngươi cũng phải tự hiểu lấy, đừng thấy người ta cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi đã có thể mở phường nhuộm. Nên nhớ, cho dù ngươi có nhuộm một thân đỏ rực, với xuất thân ấy, ngươi cũng không thể sánh vai với ta nổi. Trên khuôn mặt quân tử như gió của Diệp Vong Tích, hình như lướt qua một tia ảm đạm y rũ hàng mi dày lặng lặng nói thiếu chủ nói đúng nhưng mà diệp mẫu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sánh vai cùng với thiếu chủ xưng hô xa cách hình như làm nam cung tứ thoải mái hơn hắn giơ tay uống ừng ực mấy ngụm rượu trắng nhìn chằm chằm diệp phong tích một lát thở mạnh ra xua tay có cho người cũng không dám ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi xem làm sao có thể làm hắn bỗng nhớ ra nơi này nhiều người lắm miệng mình thiếu chút nữa nói ra lời không nên Mím môi không nói nữa Ngược lại Diệp vong tích Tuy bị sỉ nhục bôi nhọ như vậy Y vẫn rũ mi Chẳng ai nhìn ra trong mắt Y Tới tột cùng là phận uất hay là khuất nhục Y chỉ để lại cho mọi người Một khuôn mặt ôn nhu bình thản Ba phần anh khí, bảy phần nội liễm Không khí nhất thời xấu hổ tới cùng cực Nam Cung Tứ biệt nữ Nhìn trái phải một lát Tầm mắt rơi xuống nữ nhân đứng sau Diệp vong tích Tựa như để che giấu sai lầm thiếu chút nữa tạo thành khi nãy. Hắn ho khan một tiếng, hất cầm về phía nữ nhân kia, hỏi Diệp Vong Tích. Người cứu? Ừ. À ta là người ở đâu? Lai lịch chưa rõ, đừng có cứu bừa. Không sao đâu, mùa ở hiên viên các. Nam Cung Tứ không quan tâm đấu giá ở hiên viên các, cũng chẳng phí sức để hỏi nhiều. Nhưng hắn nghe thấy, Tống thu đồng thế mà là mùa ở hiên viên các. Không khỏi lắp bắp kinh hãi, ánh mắt vốn lười biếng, chợt sắc bén hơn hẳn, nhìn thẳng vào mặt Tống Thu Đồng sau một lúc hỏi thứ này là nô no cốt hay là điệp cốt mỹ nhân tịch tú chân giới có hai loại người có thể bị bán công khai ngoại trừ điệp cốt mỹ nhân tịch còn có nô cốt nô cốt là con nối dõi của nhân tộc và yêu tộc sinh hạ vì mọi người sợ hãi yêu tính dị tộc một khi cảm thấy sẽ phá hủy chất nguyên của họ cũng khắc ấn nô lệ lên thân thể họ khiến họ thành tôi tơ có điều giá bán nô no cốt không cao cũng chẳng có gì hiếm lạ để các đại môn phái mua về bưng trà rót nước hoặc bị các phú thương nhà giàu mua về đùa bỡn. Nếu do hiên viên các bán ra hẳn không phải thứ phẩm cấp thấp như vậy. Quả nhiên Diệp Vong Tích nói là điệp cốt mỹ nhân tịch. Nam cục tứ trở nên rất hứng thú, vòng ra sau Diệp Vong Tích đến trước mặt tống thu đồng như xem hàng hóa, nhìn quanh nàng ta một lượt, sau đó nhíu mảy nói: sao thứ này lại què chân, phế phẩm? À? Lúc nàng ấy bị bắt thì đã bị thương, thoa thuốc rồi, còn chưa ngâm. Diệp Phong tích dừng một chút, nên bọn ta không đi xa được, muốn ở lại đây một đêm. Nam Cung Tứ không tỏ ý kiến gì, nheo mắt lại, đột nhiên tiến tới người bên cổ Tống Thu Đồng. Động tác rất giống con sói chưa được thuần hóa. Tống Thu Đồng bị hành động đê tiện này của hắn dọa sợ tới mức biến sắc, gương mặt xinh đẹp. Đứng yên siết chặt bạt áo, nghiêng ngả lảo đảo. Mùi so với người thường cũng chẳng có gì khác nhau hắn xoa xoa mũi hát hơi một cái còn có mùi son phấn rất nồng xua xua tay nam cung tứ thuận miệng hỏi bao nhiêu tiền năm ngàn vạn ngân kim nam cung tứ bỗng mở to hai mắt diệp phong tích người bị điên à năm ngàn vạn kim ngươi có biết có thể rèn được bao nhiêu ma thạch cao cấp không mẹ nó mua một nữ nhân về cho ta ngươi coi tiền nho phong môn nhà ta không phải là tiền à ta không tiêu tiền môn phái diệp vong tích dừng một lát nói tiếp cũng không phải mua cho huynh ngươi lửa giận vừa ép xuống lại bùng lên mặt nam cung tứ vạn vẹo ngươi giỏi lắm quay đầu trợn mắt nhìn tống thu đồng càng trợn càng không vừa mắt đặc biệt là lụa mỏng che mặt thấy thế nào cũng khó chịu lập tức ra lệnh bảo ngươi tấm lụa che mặt kia tháo xuống tống thu đồng hoảng sợ siết chặt tay áo diệp vong tích càng lùi lại ra sau y giọng cực kỳ đáng thương diệp công tử ta ta không muốn thân hình cao gầy của diệp phong tích không rắn chắc cao lớn bằng nam cung tứ nhưng khi ngẩng đầu nhìn nam cung tứ lại chẳng sợ sệt. nàng ấy không muốn thiếu chủ cũng đừng miễn cưỡng nàng lắm lời à là do ngươi cứu thì là nợ nho phong môn ta một mạng phải nghe theo lệnh của ta tháo xuống nàng ấy là do ta cứu lúc ta cứu nàng đã trả tự do cho nàng ấy rồi diệp phong tích nói Mong thiếu chủ đừng làm khó người khác Diệp vong tích Ngươi giỏi lắm rồi Nam Công Tứ nổi giận Đập lên khung cửa rầm rầm Ngươi coi ta là cái gì Hôm nay ta phải nói rõ với ngươi Ta nói muốn ả à tháo xuống thì ả à phải tháo Tháo khăn che mặt Thì để các ngươi ở lại đây Không tháo được thì mẹ nó cút đi ngay cho ta Diệp vong tích thở dài Nhỏ tới khó phát hiện Quay đầu nói với Tống Thu Đồng Chúng ta đi thôi lần này bị nghẹn không chỉ có mình nam cung tứ diệp vong tích mang theo thần võ bên người nói thế nào cũng không thể để y rời khỏi như vậy sở vãn ninh liền nói ngay ngăn y lại đi được 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 mặc nhiên cũng có ý như vậy nhưng được nửa ngày bỗng nhiên sừng sốt sư tôn ngăn y lại rồi để y ở đâu người ta chính là muốn ở trọ nghỉ ngơi mà chia một nửa phòng chúng ta cho y à mặc nhiên không biết vì sao thần sắc có chút xấu hổ chuyện này chỉ sợ không ổn đâu sở vãn ninh hơi nâng mi lên làm sao sư tôn có điều không biết hai chúng ta tốt nhất đừng có ngốc mà ở cùng phòng với y bởi vì diệp vong tích này ý à y kỳ thật là một nhưng đang nói đến điểm mấu chốt đã nghe thấy nam cung tứ bên dưới đá tung bàn bát đĩa rơi xuống đất lại đột nhiên túm lấy một cái ghế dài dẫm một chân lên trên cả giận nói ai cho phép ngươi nói đi là đi ta thấy ngươi làm phản rồi ngươi cút về đây cho ta trên mặt nhóm hầu cận của Nam Cung Tứ liền có chút xấu hổ. Chuyện này không phải, thiếu chủ cậu muốn người ta mau cút đi à? Diệp Phong Tích tựa hồ đã quen với việc Nam Cung Tứ vô cớ gây sự từ lâu. Định ra vẻ không nghe thấy hắn giết gào, vỗ vỗ vai tống thu đồng. Ý bảo nàng không cần để ý đến tên điên đằng sau kia. Diệp Phong Tích! Diệp Phong Tích! Diệp Phong Tích! Gân xanh bên Thái Dương Diệp Phong Tích nảy lên hai lần. Rốt cuộc, nhịn không được quay đầu lại nào ngờ trước mắt có một bầu rượu bay tới đồng tử chợt co lại diệp vong tích đang định tránh đi đột nhiên trước mắt có một bóng trắng vọt lên a à, một tiếng kêu đau mảnh mai vang lên làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi diệp vong tích và nam cung tứ càng biến sắc hóa ra trong chớp nhoáng lại là tống thu đồng nghiêng người chắn trước diệp vong tích bầu rượu nâu đỏ nặng chữ kia hung hăng và trúng chán nàng nháy mắt máu tươi chảy ròng ròng đôi tay trắng như ngọc của nàng run rẩy sờ lên vết máu, lập tức đau tới rơi nước mắt. Đừng chạm vào, để ta xem có bị thương không. Ta không sao, công tử không bị thương là được rồi. Huynh nói thì nói đi, ném bầu rượu làm gì? Ngữ khí diệp vong tích trầm khàn, liếc mắt chỉ trích nam công tư. Ngay sau đó, nói với người hầu của mình, lấy kim sang dược. Công tử, kim sang dược đều dùng hết cả rồi. Người hầu kia nhỏ giọng nói, nếu không ta chạy ra ngoài mua một chút. Nam Cung Tứ cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Tuy cố gắng chấn định, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia xấu hổ vụt qua. Hắn sụ mặt ẩm ừ nói, Ta, chỗ ta có, Alan, lấy túi thuốc của ta tới đây. Diệp Vong Tích lại có hơi giận, mím môi không quan tâm tới hắn. Cầm bình thuốc nhỏ, cứng đờ tại chỗ nửa ngày, không thấy Diệp Vong Tích chịu quay đầu lại liếc mình một cái. Mặt mũi Nam Cung Tứ không chịu nổi, dứt khoát đưa bình thuốc thô bạo cho Tống Thu Đồng. Chó ngươi, thích dùng thì dùng tấm Thu Đồng như nai con kinh hoàng thất thố, run rẩy nhìn về Diệp Phong Tích trước, thấy y không cần, chỉ trầm mặc. Lúc này mới nhịn một chuyện chín chuyện lành nhận kim sang dược, còn cúi thấp đầu với người làm mình bị thương, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Nam cung công tử." Không ngờ một cô nương thiếu chút nữa bị mình đánh u đầu sứt chán lại vẫn mở miệng cảm tạ. Nam cung tử sững sốt, sau đó hoàn hồn xua tay, xấu hổ ho khan nói: "Không có gì." Đêm tới, Nhóm Diệp Vong Tích cuối cùng vẫn ngủ lại đây. Một khách điếm, số ánh nến, sáng sáng tối tối, sao trời rời rạc. Mặc nhiên chống cằm ngồi bên cửa sổ hơi thất thần. Đã trọng sinh gần hai năm, rất nhiều chuyện không giống như kiếp trước. Thấy cùng người làm chuyện khác nhau, luôn có chút vi diệu. Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích, Bất Quy. Đây chỉ là những người và những thứ quen thuộc trong kiếp trước. Đều vì thời gian chuyển rời lại xuất hiện trong sinh mệnh của hắn lần nữa chẳng qua cả đời này hắn sẽ không cưới tống thu đồng làm thê nữa còn diệp phong tích người này sẽ rất mau danh chấn thiên hạ trở thành đại cao thủ thứ hai chỉ sau sở vãn ninh ở tu chân giới còn bất quy nữa nghĩ tới mạch đao kiếp trước đã từng làm bạn với mình trong lòng hắn lại sao động sư tôn à chuyện gì người vẽ phù chú đã vẽ nửa canh giờ rồi sao còn vẫn chưa vẽ xong nữa xong rồi sở vãn ninh nói nhờ anh nến cẩn thận chấm một vài nét bút đỏ cuối cùng một con rồng cực kỳ phức tạp sống động trên giấy mặc nhiên thò lại gần xem đây là gì thăng long kết giới sở vãn ninh nói để làm gì có thể thấy dấu vết thuật pháp lớn nhỏ xung quanh kẻ thần bí kia nếu muốn dùng thần võ kiểm tra linh căn tinh hoa đương nhiên phải để lại ấn ký trên vũ khí nếu vũ khí này xuất hiện trùng hợp với sắp đặt của hắn lập tức biết được ngay òa wow, có thứ tốt vậy luôn sao sư tôn không dùng ở hiên viên các? ta đánh thức thang long kết giới, ngươi nhìn sẽ hiểu ngay. Chỉ thấy sở vãn ninh đâm vào đầu ngón tay mình, quẹt một vệt nhỏ trên vầy rồng. Con rồng vàng nhỏ, chỉ một thoáng đã tỏa đầy kim quang, trong mắt và đuôi đều bắt đầu phe phẩy linh hoạt. Sở vãn ninh nói, ngươi là chân long. Trên mặt giấy thế mà truyền ra một giọng nói tiêm thanh tiêm khi. Đúng thế, đúng thế, bổn tọa chính là chân long đó. Làm sao biết được? Phạm nhân ngu xuẩn, sao không tin chứ? Nếu ngươi có thể nhảy ra khỏi giấy Ta liền tin ngươi là chân long Này thì có gì khó Ngươi chờ bổn tọa đây Hắc Kim quang lóe lên Một con tiểu long uy vũ to bằng bàn tay bỗng dưng nhảy ra Dung đùi đắc ý dương nanh múa vuốt Đắc ý rào rạt bay vòng quanh sở vãn ninh Kêu kêu gào gào làm ầm ĩ nói Ha ha Ta chính là một con đại chân long Đại chân long Ta có rất nhiều bí mật nhỏ Bí mật nhỏ Ta có rất nhiều bí mật, không thèm nói cho ngươi. Không thèm nói cho ngươi, không thèm nói, không thèm nói cho ngươi. Sở Vãn Ninh dùng cặp mắt lặng như hồ băng, lạnh lùng, quét qua con cá chạch nhỏ kia, trở tay đập nó lên bàn, mặt vô biểu tình nói với mặc nhiên. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thả ta ra, ngươi cái tên phạm nhân ngu xuẩn, ngươi làm dối dâu của bồn tọa rồi. Sở Vãn Ninh nâng tay lên, không chút khách khí ấn vào vảy ngược của nó, chính là chiếc vảy nhuộm màu máu kia. Cơm miệng, làm việc đi. Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 87 Bồn tọa không muốn người nhận đồ đệ nữa. Tiểu Long quay lại nhanh như gió, chỉ trong khoảng một chén trà đã bay vèo vèo từ cửa sổ về, miệng la hết cha được rồi cha được rồi khách điếm này có rất nhiều dấu vết pháp thuật nha. oa ha 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 cá trạch nhỏ này ngươi gào lớn thế không sợ cách vách người ta nghe thấy ngươi nói gì à mặc nhiên bò tới bên cạnh bàn vươn ngón tay vuốt vuốt thân tiểu long cái đuôi rồng kia vung lên đập bẹp lên tay hắn nhưng vì làm bằng giấy không những không đau ngược lại còn hơi ngứa người cái tên tiểu bạch kiểm thấy ghét đừng chạm vào bổn tọa bổn tọa còn chưa đón dâu không thể để ngươi sờ soạn vô cớ sau này còn làm rồng thế nào được mặc nhiên cười to cái gì cái gì cái con rồng giấy như ngươi còn đòi đón dâu à há, phi phi ngươi mới làm bằng giấy đồ cho. sao ngươi cũng gọi ta là đồ cho thế ngươi không phải họ tiết chứ bổn tọa họ tiết à hừ tiểu tử ngu muội bổn tọa chính là hàm trúc chi long từ thở khai thiên lập địa mở mắt là ngày nhắm mắt là đêm thở ra là hạ hít vào là đông đi không đổi họ ngồi không đổi danh chúc cửu âm đấy nghe không hiểu á à, nha 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 tiểu long giận dữ bay vòng dùng cái đầu to bằng hai ngón tay của mình đâm vào nến đâm khiến ánh lửa bập bùng nước hồng lay động mặc nhiên vội đỡ lại nhưng tay vừa duỗi ra đã bị tiểu long a ô cắn tiếc là hàm giấy chẳng đau chẳng ngứa Chúc cửu âm bị mặc nhiên túm đuôi quẳng sang một bên dính bẹp vào vạt áo sở vãn ninh ủ rũ heo ua Sở Vãn Ninh Dâu mềm mềm của Tiểu Long nâng lên Hữu khí vô lực chọc y phục của Sở Vãn Ninh Cậu tặc kia đánh ta Sở Vãn Ninh lười nói vớ vẩn với nó Đưa tay nắm lấy tùy tay đập xuống bàn Bên ngoài có kết giới gì Hừ Người dám gọi bổn tọa ba tiếng Long Thái Tử không Người gọi thì bổn tọa Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm nó Nói Tiểu Long bị phũ Giận cong người lên Dâu rồng chĩa lên trời Đôi mắt to bằng hạt đậu, giận không thể át chừng mắt nhìn sở vãn ninh chiếc miệng rồng tôn quý há ra hư hư thở mạnh một lát sau thế mà phun ra một miệng mực sở vãn ninh nheo mắt lại ngươi mà lãng phí mực ta đốt ngươi ngay nói xong túm đuôi nó làm bộ muốn xách nó vào lửa để ngươi thành trúc long chân chính được 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 người lợi hại ngươi lợi hại ta nói ta nói là được chứ gì thật là tiểu long phì mấy tiếng lại phun mực vẽ một ngôi sao cũng không nhỏ giọng mà nói thầm. Hùng dữ muốn chết, chẳng trách nhiều năm lần nào gặp ngươi, ngươi cũng chưa vợ. Ủa? Mặc nhiên chớp chớp mắt, trộm liếc sở vãn ninh, không có ý tốt mà cười xấu xa nói. Không phải sư tôn bảo có sư nương. Sở vãn ninh không đáp hắn, mày kiếm hạ thấp, phẫn nộ quát tiểu long. Ngươi nói nhiều thế, còn không mau viết đi. Hừ, nam nhân thúi. Loẹt xoẹt đậu xuống, giấy tuyên thành đã trải sẵn. Tiểu Long dùng pháp lực ngưng mực với móng vuốt, Xoẹt xoẹt vẽ mấy hình vòng vèo trên giấy Chẳng trách Nó không thể kể lại mấy pháp chú này Bởi vì đầu giấy trí nhớ có hạn Không thể chỉ thông qua mấy hình sơ sài Mà nhớ được đó là chú quyết gì Chỉ đành vẽ mấy thứ nhìn thấy ra May mà sở vãn ninh có thể hiểu Rũ mắt, chậm rãi Nói tên mấy pháp chú Tiểu Long vẽ hình trang khuyết Sở vãn ninh nói An thần quyết, ở đây có người mất ngủ Tiểu Long vẽ thất tinh trận Tinh ngự quyết, ở đây có người đặt chạm canh gác tiểu long vẽ hình hộp phấn hoàn nhan quyết mặc nhiên phì cười nhấc tay nói cái này ta biết tiểu cô nương buổi tối dùng chú quyết nhỏ dưỡng nhan là điệp cốt mỹ nhân tịch kia đi sở vãn ninh không bình luận tựa như mấy cái hình pháp chú không liên quan này làm y có chút nóng lòng ngón tay thon dài của y gõ trên mặt bàn hai cái nhíu mi lại nói vẽ tiếp đi tiểu long lại vẽ hình trái tim mặc nhiên ngạc nhiên nói đây là gì Thanh tâm quyết. Sở vãn ninh bực bội nói. Vô dụng. Có người đang đả tọa thôi. Tiếp. Tiểu Long lại nhảy lắm lời. Vẽ cái đầu chó. Thuần thú quyết. Sở vãn ninh đỡ chán. Ngươi chọn cái quan trọng mà vẽ. Loại đắp mặt dỗ chó dỗ người. Đừng có vẽ nữa. Tiếp đi. Tiểu Long ngửa đầu thổi dâu trừng mắt. Ngươi đúng là bắt bẻ mà. Vẽ. Sợ bị ném vào nến thành trúc long chân chính. Tiểu Long giấy đành quẹt móng vuốt mềm mềm trên mặt giấy lúc này vẽ thành một hình trận pháp phức tạp vừa nhìn đã khiến người ta thấy huyền diệu cao thâm thoạt nhìn là hai cái vòng sau đó lại gạch chéo sau đó lại có một nét dựng thẳng xuống có chút ý âm dương bắt quái mặc nhiên mở to hai mắt sư tôn đây không phải do kẻ thần bí kia để trên vũ khí chứ không phải sở vãn ninh chỉ liếc mắt qua thái dương có hơi đau hoán âm thuật ờ để làm gì có người không hài lòng với giọng trời sinh của mình hoặc vì yêu cầu khác phải thay đổi giọng nói của mình. Hoán âm thuật có thể giúp, không phải thuật pháp gì khó. Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói Có điều dùng hoán âm thuật lâu sẽ làm tổn thương cổ họng, thường khó khôi phục giọng nói ban đầu. Pháp thuật này có chút kỳ quặc, không biết là ai dùng. Mặc nhiên nghe xong lại cười. Ra là thế, không có gì lạ. Sở Vãn Ninh thở dài vừa định nói tiếp, bỗng ngẩn ra. Tựa như nghĩ tới gì đó, đôi mắt lướt qua một tầng xương bỗng nghiêng đầu nhìn mặc nhiên sao lại không có gì lạ ngươi có phải biết gì không ta có thể biết gì chứ ta chỉ cảm thấy có người không hài lòng với giọng mình rất bình thường thôi khéo là tống cô nương kia có lẽ giọng nàng ta vốn thô khàn rất khó nghe muốn dễ nghe chút đó sở vãn ninh phát tay áo nói cả ngày nghĩ lung tung quay đầu nói với tiểu long vẽ tiếp đi tiểu long lại vẽ một trái tim mặc nhiên nói Ấy không phải sư tôn nói là Thành tâm quyết không cần vẽ nữa Phi, con nít con nôi ngươi biết cái gì Tiểu Long nổi giận đùng đùng Trừng mắt lườm hắn Lấy đuôi đập một cái Đập ra vết mực trên trái tim Tô lung tung, tô đen cả trái tim Đây là cái gì? Hắc tâm quyết à? Sở vãn ninh hình như xấu hổ trầm mặc một lát, nói Không phải, hẳn là trung tình quyết Đó là cái gì? Không khác trung tình hoàn mà hiên viên bán lắm Sở vãn ninh nói mê hoặc tâm trí, để người ta sinh ra tình ý với mình. Bình thường toàn là nữ tử dùng. Mặc nhiên bỗng mở to hai mắt. Không thể nào, không phải tống thu đồng bên kia. Chuyện này sao ta biết được? Sở vãn ninh có vẻ rất giận. Vung tay áo rộng nói. Chuyện tình cảm người khác, không quan tâm nhiều làm gì. Bọn họ sằng bậy, kệ họ đi. Nhưng mà sở vãn ninh này, trung tình quyết này, người không hứng thú à? Tiểu Long vẫy đuôi vui vẻ nói. Ta cảm thấy pháp chú này khá thú vị. Nếu ngươi đồng ý gọi ba tiếng, Long Thái Tử, ta sẽ... Sở Vãn Ninh rũ mắt xuống, đằng đằng sát khí. Cầm miệng, vẽ cái tiếp theo đi. Hừ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi có vẽ không? Tiểu Long không vẽ, ngồi bẹp xuống, dùng móng vuốt cắn nhỏ, gãi bụng mình. Sở Vãn Ninh âm lãnh nói, sao, chẳng lẽ hết mực? Ngu xuẩn, hết rồi. Tiểu Long trợn mắt, vẽ nhiều pháp chú như thế, ngươi còn ngại không đủ, không còn không còn. Có thế thôi, Ngoài ra khách điếm này rất sạch Pháp thuật gì cũng không còn Nghe nó nói thế Sở vãn ninh và mặc nhiên đều khẽ biến sắc Mặc nhiên nói Hết rồi Hết rồi đấy Sở vãn ninh nói Không có chú quyết đo lường linh căn Không có đấy Sư đồ hai người đều nhìn qua nhau Thần sắc trên mặt cả hai đều có chút khó tin Phải biết Nếu cái thần bí kia muốn dựa vào hiên viên Tìm linh thể tinh hoa mới Tất nhiên cần phải để lại chú ấn đo lường trên thần võ Nhưng giờ xem ra thần võ kia sạch sẽ, không có chú quyết nào trên đó. Chẳng lẽ từ lúc mới bắt đầu bọn họ đã hiểu lầm? Mạch đau này xuất hiện, kỳ thật, không hề liên quan đến kẻ thần bí kia chút nào ư. Tiểu Long thấy hai người trầm mặc bỗng bay vọt lên không chung, xoay trái xoay phải, dầm gì nói. Này các ngươi để ý bồn tọa đê, bồn tọa vẽ mệt lắm rồi, còn ai vỗ tay cho bồn tọa không? Có lẽ sở vãn ninh đang bực trong lòng, nhìn thấy nó còn la hét ẩm mỹ thế kia, rất khoát vung tay áo, triệu ra một hoàng phù, Tiểu Long thấy thế kêu thảm một tiếng liên tục gào to. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn, không muốn. Chớp mắt bị Linh Phù hút vào, thành một bức họa trên mặt giấy. Ngón tay sở vãn ninh ấn nhẹ một cái, con rồng chậm chậm biến mất. Trước khi nó biến mất, còn khuất nhục chớp mắt nhìn sở vãn ninh. Sở vãn ninh nói, có chuyện sẽ lại gọi ngươi. Tiểu Long khóc thảm thiết nói, hữu sự chung vô diễm, vô sự hạ ngây xuân. Sở vãn ninh, sở vãn ninh, người đúng là bạc tình. Nghĩa là có việc mới tìm, không có việc thì mặc kệ. Người cút về đi. Sở Vãn Ninh vốn còn nói chuyện cẩn thận với nó. Giận dựng mi đen, đập phù chú bột một tiếng, cất vào tay áo. Đêm, Sở Vãn Ninh ngủ giường, mặc nhiên ngủ đất. Hai người đều mang tâm sự hơi nặng nề. Không ngờ thần võ lại chẳng có chút phù chú nào. Là kẻ thần bí kia không biết cách đo lường linh căn hay là kẻ đó vốn không vội. Giờ cũng chưa định tìm người có linh lực thịnh nhất. Mặc nhiên, trong đêm tối y gọi hắn Mặc nhiên tự nhiên đáp lại Hừ, Mai chúng ta về tử sinh đỉnh trước Bỗng mở to mắt Cái gì Người nọ có thể bỏ qua hiên viên cát Hẳn là có cách tìm khác của hắn Cứ tra như vậy chẳng có kết quả Chúng ta về tử sinh đỉnh trước Ta bảo tôn chủ mật báo tin cho các môn phái khác Để họ tra rõ môn hạ mình Có linh thể tinh hoa không Nếu có thì cứ bảo vệ trước Còn tốt hơn ôm cây đợi thỏ Này cũng được Nhớ đâu kẻ thần bí kia chính là trưởng môn thập đại môn phái nào đó thì sao khả năng rất nhỏ cho dù vậy cũng không sao hắn biết chúng ta đang truy hắn lâu rồi không thiếu một chuyện này vậy sư tôn làm sao để các trưởng môn đó nghe bá phụ nói mặc nhiên mờ mịt nói chẳng lẽ sư tôn muốn nói chuyện này cho họ nghe cũng không cần thế nói chưa chắc họ đã tin sở văn ninh nhàn nhạt, nhạt nói ta tự có cách mặc nhiên hiếu kỳ nói cách gì cơ nhận đồ đẻ ta sẽ bảo tôn chủ, để ông ấy nói cho chín đại môn phái khác. Kết giới quỷ giới thường có lỗ hỏng, làm hại tứ phương. Ngọc Hành của tử sinh đỉnh nhận thêm 5 đệ tử làm đồ đệ là nhiều nhất, dạy cho kết giới thượng thanh, sát kết giới, chờ thuật pháp. Sở Vãn Ninh lặng lặng nói, những môn phái đó, nhiều lần mời ta đến làm khách khanh, đều là vì những thuật kết giới này. Nếu ta đồng ý truyền lại, không sợ bọn họ không tới. Ta chỉ nhận linh thể thượng đẳng làm đồ đệ, những trưởng môn đó sẽ vì chọn lựa nhân tài, tất nhiên phải ngoan ngoãn kiểm tra căn cốt của đệ tử môn hạ. Mục đích của chúng ta sẽ đạt được. Mặc nhiên lại không đáp. Trong bóng tối, mặt tái mét. Người, người muốn nhận đồ đệ. Tùy duyên. Sở vãn ninh chờ mình, tựa như đã hơi buồn ngủ, giọng nhỏ dần đi. Ta để họ tự tìm trước rồi báo lại. Sau đó để họ tự tu luyện thuật kết giới bình thường. Qua ba năm, nếu trong số họ có người thật sự có thể kiên trì, thì nhận thôi. Trong bóng tối nghe thấy giọng người trên giường dần mơ hồ, mặc nhiên chỉ cảm thấy trong lòng có bình giấm chua bị đạp đổ, chua tới đau cả tim hắn. Lại nhận đồ đệ. Kiếp trước ngươi chỉ nhận ba đồ đệ, cực kỳ bắt bẻ. Kiếp này sao ngươi không chọn như thế? Sao ngươi nói nhận là nhận chứ? Mấy lần hắn muốn nói, nhưng tới bên môi lại yên lặng nốt xuống. Sở vãn ninh hồn nhiên chẳng biết giấm trong lòng mặc nhiên dậy sóng, rốt cuộc ngủ say. Ban đêm trời thực lạnh, mặc nhiên khoác áo đứng dậy thấp thấp gọi y hai ba lần thấy y không phản ứng liền lẳng lặng đẩy cửa ra ngoài hành lang trong khách điếm một mảnh tĩnh mịch chỉ có đèn lồng đỏ bình yên lóe lên ánh sáng nhạt phản chiếu bóng lên sàn gỗ ảnh ngược màu cam lay động mặc dù sở vã ninh đã kiểm tra thần võ xong nhưng mặc nhiên lại chưa kiểm tra bất quy của hắn phải biết thần võ cách chủ nhân trong vòng trăm thước thi triển thuật pháp là có thể triệu hồi tới cạnh mình lúc ấy ở hiên viên cát mặc nhiên chưa kịp cảm nhận có phải vũ khí kiếp trước của hắn hay không giờ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đầu ngón tay hiện lên một tầng ánh đỏ chậm rãi rủ mi mặc nhiên thấp giọng gọi bất quy chịu tới ngừng mấy phần chợt có tiếng đau nặng nề vang lên ở nơi xa thanh âm rất nhẹ nhưng đâm xuyên vào tay như búa tạ đập vào tim hắn mặc nhiên mở choảng mắt bất quy là bất quy mạch đao kia đang gào thét đang khóc lóc trầm thấp kêu gào như cách cả tầng biển máu cuồn cuộn hồng trần chạy về phía hắn hắn quả thực nghe tiếng bất quy than khóc nghẹn ngào gào thét nó bị nhốt bị thứ nào đó mặc nhiên không biết nhốt lại nó có thể cảm nhận được chủ nhân đang gọi nó lại không thể đáp lại có thứ gì đó thiếu mất cắt đứt liên hệ giữa hắn và nó nhưng họ từng có khế ước từng cùng gặp ở núi cao sông dài cũng từng sát phạt bên nhau nghe chút ôn nhu cuối cùng vương lại nơi vu sơn điện người và thần võ dẫu có chia lìa lòng vẫn vấn vương máu thịt dù bị gì đó xé rách nhưng gân mạch vẫn nối liền bên nhau hai mắt mặc nhiên ướt hồng thì thào nói bất quy là ngươi vì sao ngươi không thể trở về là ai cản ngươi là kéo kẹt tiếng đầy cửa nhẹ nhàng trong bóng tối làm người ta không thở nổi giống như sấm sét nổ vang Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya vào những phần sau.